Thưa quý vị, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc ở nước ta. Với mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, ngành bảo hiểm xã hội đã và đang phối hợp tích cực với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và tham gia vào chính sách này. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng cứ có thời gian rảnh rỗi, những nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế này lại xuống từng khu phố, khu dân cư, các chợ truyền thống để vận động người dân tiếp tục gia hạn cũng như tuyên truyền về lợi ích của tấm thẻ bảo hiểm y tế cho những trường hợp chưa tham gia. Với sự tích cực của đội ngũ này, thời gian qua Đà Nẵng đã có thêm hàng ngàn trường hợp tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình. Cũng khuyến khích là mọi người là nên tham gia những cái bảo hiểm như thế này. Hộ nghèo cả ngày chỉ cực để tham gia được. Hộ nghèo thì mức đóng nó thấp hơn chút, nhưng mà nếu mà đóng được như vậy thì rất là tốt. Bằng cách thường xuyên bám sát cơ sở, các nhân viên ngành bảo hiểm xã hội đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia chính sách bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình ngày càng cao. Việc trang bị và duy trì hiệu lực của tấm thẻ bảo hiểm y tế để phòng thân khi ôm đau đang được người dân, đặc biệt là người bệnh, đánh giá cao. Thì trợ tất cả là viện phí trong những là siêu âm, chụp phim, tất cả các làm trong xét nghiệm trong bệnh viện rất là quan trọng. Thành ra mình nên mua bảo hiểm y tế để bảo vệ bản thân mình lúc đi bệnh viện rất là tốt. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia, thời gian qua ngành bảo hiểm xã hội phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến quận huyện đến trung ương, từ khu vực nông thôn, miền núi tới thành thị, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giúp người dân được hưởng thụ một cách tốt nhất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Lãnh đạo bệnh viện bằng một cách để đưa vào trong cái chế độ bảo hiểm y tế để được bệnh nhân được hưởng toàn bộ những cái kỹ thuật cao cấp hay là những cái chế độ do bệnh nhân bảo hiểm y tế. Những cái kỹ thuật cao cấp nào mà lúc đầu mà mới áp dụng thì chưa được thì năm sau lại lãnh đạo bệnh viện bằng một cách thương hiệp, thỏa hiệp với bảo hiểm y tế để đưa vào áp dụng cho bệnh nhân. Đặc biệt là những kỹ thuật cao, các trị thái hiện tại bây giờ như ECMO, rồi lọc máu liên tục, rất là tiền, đặt stent graft hay là can thiệp tim mạch trong nhồi máu cơ tim. Thì đã những kỹ thuật rất là cao cấp và rất là đắt tiền, thì hầu như tất cả bệnh nhân bảo hiểm y tế được hưởng hết. Theo cơ quan bảo hiểm, việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho người tham gia cũng được xem là những giải pháp then chốt của ngành nhằm bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Là cải tiến hành chính, thủ tục hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó đẩy mạnh cái việc ứng dụng các cái ứng dụng hiện có như là sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy, cũng như là ứng dụng cái VSID trên các cái nền tảng của cái phương tiện thiết bị thông minh và các cái ứng dụng khác trong cái thanh toán khám chữa bệnh. Tại Đà Nẵng, hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đang ngày càng được nâng lên, trong đó có nhiều địa phương đã vượt chỉ tiêu giao. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu bao phủ 100% dân số, vẫn rất cần giải pháp mang tính chiến lược cũng như chính sách ưu việt hơn để thu hút người dân tham gia.